Chi tiêu tiêu dùng dù vẫn giảm 7,2% trong 9 tháng đầu năm, nhưng đã có sự tăng trưởng trong 2 tháng gần đây với mức tăng 3,3% trong tháng 9. Tính chung cả quý 3, chi tiêu tiêu dùng tăng 0,9% và là quý đầu tiên tăng trưởng. Chi tiêu tiêu dùng đã đóng góp 1,7 điểm phần trăm, tức khoảng hơn 1/3 trong mức tăng trưởng 4,9% của quý 3. Trong kỳ nghỉ Quốc khánh vừa qua, các khổng lồ thương mại điện tử Shanning cho biết số đơn đặt hàng đã tăng tới 58% so với cùng kỳ, trong đó đơn hàng đồ gia dụng, đồ trang trí và điện thoại di động tăng tới 157%. Nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh và nhu cầu cải thiện khi kinh tế phục hồi, nên người dân đã có điều kiện để chi tiêu và đã sẵn sàng để chi tiêu trở lại. Bây giờ sinh hoạt gần như bình thường rồi, chỉ cần đeo khẩu trang là có thể ra ngoài mua sắm hay ăn uống, không phải lo lắng nhiều. Tôi vẫn chi tiêu như năm ngoái thôi. Bây giờ cũng không phải lo lắng dịch bệnh nhiều, thu nhập cũng như năm ngoái, nên chi tiêu vẫn thế, không có gì thay đổi. Các nhà phân tích cho rằng, người dân Trung Quốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh chi tiêu trong thời gian tới, đặc biệt là dịp cuối năm khi dịch bệnh được kiểm soát tốt. Quan trọng nhất hiện nay là mọi người đã có sự giải phóng về tư tưởng. Mặc dù hiện vẫn có những ca bệnh từ nước ngoài nhập cảnh vào, nhưng mọi người nghĩ rằng dịch bệnh đã đi qua và có thể yên tâm ra ngoài để chi tiêu. Điều này sẽ tiếp tục giải phóng nhu cầu tiêu dùng, ăn uống và các ngành dịch vụ khác trong thời gian tới. Quy mô tiêu dùng của Trung Quốc năm 2019 lên tới 5.800 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ. Nhờ tiêu dùng bắt đầu tăng tốc mạnh thời gian gần đây, Trung Quốc dự kiến sẽ trở thành thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới ngay trong năm nay. Tiêu dùng, đầu tư và xuất khẩu thường được ví là cỗ xe tam mã trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Sự tăng tốc của chi tiêu tiêu dùng trong thời gian gần đây đã làm cho động lực phục hồi của nền kinh tế Trung Quốc cân bằng và bền vững hơn, tạo đà để nền kinh tế có quy mô lớn thứ hai thế giới tiếp tục phục hồi mạnh trong thời gian tới. Ngọc Chí, phóng viên Đài Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc.